quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Phương Anh Xin Channel. Hun Bin và Son Ye Jin chính thức trở thành cặp đôi hóa học đẹp nhất năm 2020. Danh hiệu cặp đôi hóa học đẹp nhất năm 2020 do lookcabout95.com tổ chức. Cuộc bình chọn trực tuyến chính thức kết thúc vào ngày 25 tháng 7 năm 2020. Và cặp đôi Hun Bin và Son Ye Jin chính thức đạt danh hiệu cặp đôi hóa học đẹp nhất năm 2020 của cuộc bình chọn trực tuyến bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 năm 2020 và kết thúc vào ngày 25 tháng 7 năm 2020. Sau 23 ngày, cuộc bình chọn đã nhận được tổng 5,18 nghìn lượt bình chọn với kết quả như sau. Hun Bin và Son Ye Jin có tổng 2.008 lượt bình chọn. Park Se Jun và Kim Dami đạt 1.143 vote bình chọn. Lee Min Ho và Kim Go Eun là tổng số phiếu là 1.082 phiếu. Kim So Hoon và Seo Ye Ji đạt 947 phiếu. Cuối cùng, xin chúc mừng cặp đôi Hun Bin và Seo Ye Ji với giải thưởng cặp đôi hóa học đẹp nhất năm 2020. Cùng xem kết quả tại đây. Cặp đôi xuất sắc nhất năm 2020: Hun Bin và Son Ye Jin, Park Se Jun, Kim Dami, Lee Min Ho và Kim Go Eun hoặc Kim Soo Hoon và Seo Ye Ji. Ai sẽ là người chiến thắng?